Welcome back to Tonight quý Viet Thao. Ê, quý vị ơi, các bạn ơi, có nhiều lần trong những show trước đây, Viet Thao có nói là tôi đang trong cái tình trạng giảm cân nha. Bữa nay nó xuống được chút xíu nha, nhưng mà vẫn còn nặng nề dữ lắm luôn. Hầu như người Việt Nam chúng ta, không phải riêng Việt Nam, tất cả những người đang sống trên thế gian này, nhất là ở nước Mỹ nha, đang tìm mọi cách để giảm cân mà giảm hoài không nổi luôn. Có thể nói trong 100 người giảm cân đó là hết 80-90 người giảm không được rồi. Nó khó vô cùng. Ngay cả Viet Thao cũng vậy. Từ 72 mà vượt xuống còn 62 là cả một cái vấn đề. Kinh nghiệm là gì? Tập thể dục không đủ nha. Tập thể dục chỉ làm cho người mình chắc săn lại thôi. Nhưng mà muốn mà giảm cân bắt buộc phải giảm ăn thôi. Nhưng mà cái chuyện giảm ăn rất khó. Cho nên người ta mới đưa ra đủ cái lý do để biện hộ cho sự giảm cân của mình. Bây giờ giảm cân, diet không được thì người ta nói sao giờ? Phải biện hộ nó. Chẳng hạn như bây giờ, có cái người đó diet không được. Mập quá đi. Người ta nói sao diet hoài không được vậy? Nói diet đó không có lợi. Không? Phải để mập mới có lợi. Hỏi sao mập mới có lợi? Mập tốt hơn. Tại vì mập ta không có bắt cóc. Như kỳ ấy. Muốn chứng minh rằng cái chuyện diet không được phải dùng cái lý lẽ là tại tao muốn mập. Mà muốn mập để đừng bị bắt cóc. Ok. Thế thì diet là gì? Có nhiều người hiểu diet có nghĩa là giảm cân. Cho nên cứ nói, ê mày có diet không? À, tao đang trong chương trình diet. Thật sự diet cái ý nghĩa của nó có nghĩa rằng không phải là giảm cân. Diet là một cái lượng thực phẩm mà người ta tiêu dùng, tiêu thụ, hấp thụ vào trong người của mình. Nha. Những cái nutrition, những cái thực phẩm người ta ăn uống nó gọi là diet. Nhưng mà ngay cả những người đang tìm cách giảm cân không được, họ cũng tìm cái chữ diet để nói ra cái sự cũng như khó khăn trong cái vấn đề diet. Thì cái diet chứ sao? Diet chắc là D-I-E-T. Có nghĩa là gì? D-I-E-T. Do I eat today? Lúc nào cũng vậy á. Thèm ăn quá. Cứ do I eat today? Bữa nay tao có được ăn. Hay dùng một cái cớ nữa để ăn nữa. Diet mà. Đó. Rồi. Có một trong những cái bí quyết mà diet người ta điều chỉ cho nhau. Thí dụ tôi tìm được cái cách diet rồi là chỉ trên mạng, chỉ trên YouTube. Hay là biết rồi nói nhau. Cho nên những người mà diet nó nói nhiều lắm. Gặp ai cũng nói, gặp ai cũng kể, kêu người ta phải diet thì nó kêu, nhưng mà diet không thành công. Bởi vậy cho nên cái bí quyết diet thành công á là đừng có nói nhiều. Diet mà muốn thành công là im lặng mới có hiệu quả. Tại sao im lặng mới có hiệu quả? Im lặng có nghĩa là shut up, ngậm miệng lại, không có nói. Mà không nói không mở miệng là sao ăn. Không, cho nên đó là cái phương pháp diet thành công nhất là im lặng, đừng có nói, là hiệu quả nhất luôn. Rồi, mấy ngày hôm nay tôi đang theo một cái chương trình giảm cân mà các bạn nếu thích có thể theo được nha. Ồ, cái chương trình giảm cân là gì? Hầu như ai cũng biết cái chữ low fat. Low là thấp, fat là mỡ. Low fat là ít mỡ hay là ít cái chất béo. Cho nên tôi theo cái chương trình giảm cân low fat, tức là tất cả thực phẩm nào có dán cái nhãn hiệu hay cái chữ low fat tôi ăn hết. Ăn đến độ ngang, low fat thiệt luôn, hiệu quả luôn. Là tất cả những fat trên người tôi cũng low xuống hết luôn. Nó chạy xuống dưới hết. Mập thêm nữa là khó chứ làm sao mà low fat nổi. Dù low fat mà ăn nhiều quá nó cũng bị như thường à. Ok. Người ta, nhất là người Mỹ khuyên mình diet là bằng cách ăn seafood. Đúng. Seafood có cá, có tôm ăn nó khác hơn ăn thịt, mỡ, dầu. Cho nên diet là nên ăn seafood. Thật ra người Việt Nam mình không hiểu cái ý nghĩa, hiểu cái chữ là ăn seafood nhưng mà không hiểu ý nghĩa của người Mỹ khuyên mình. Người ta kêu ăn đi ăn seafood không có nghĩa là đi ăn cá. Không phải là đi ăn seafood mà đi để si cái food chứ đừng có eat nó. Không, như vậy thì mới là diet. Chứ bây giờ lợi mà ăn quá trời nó cũng mập ha. Cho nên diet là phải đi ăn seafood. Có nghĩa là si cái food, không có ít. Alright. Yeah. Rồi, chờ vỗ tay cho vui. Ok. Dạ, yeah, các bạn nhớ một điều nha. Thí dụ như diet trong vòng 2 ngày. Ok. Ngày thứ nhất bao giờ cũng cực khổ vô cùng. Nhịn ăn, nhịn uống đủ thứ. Nhưng mà qua ngày thứ hai là khỏe nhất luôn. Là tại vì ngày thứ nhất mệt quá chịu không nổi. Ngày thứ hai bỏ diet ăn cho nó đã. Cho nên ngày thứ hai nó khỏe hơn nhiều. Rồi. Bây giờ người ta mới có những cái chốt hay những cái chuyện vui cười để châm kích hay là châm chọc những cái người diet. Thường thường diet á là mình nghĩ tới cái số ít, chứ không muốn nhiều, ăn cũng phải ăn ít cái gì cũng giảm lại. Cho nên nói về cái anh chàng đó vô trong cái restaurant ha, anh diet trong chương trình giảm cân mà order cái pizza. Cái pizza bự như thế này, ngồi nhìn cái pizza chưa ăn thì người service waiter ra nó hỏi, "Ê, mày muốn tao cắt làm 4 hay là cắt làm 8?" "Ông đây, cắt cho tao làm 4 đi. Tao đang diet nha." Làm 4 nó ít hơn 8. Trời ơi, 4 và 8 giống hệt nhau thôi à. Mà vì ổng trong đầu ổng cứ nghĩ diet là ít hơn, cho nên 4 ít hơn 8.
bốn cái miếng tổ mẹ, tám cái miếng nhỏ hơn ăn cũng giống hệt thôi. Là vậy mà đẻ. Rồi có một cái bà đó, bà mập, mập dữ lắm luôn, mập đến độ xấu hổ với bạn bè, những người chung quanh gặp bà quá. Bà cố gắng đẻ, càng đẻ càng mập. Bà bây giờ nghĩ một cách cho có, cầu cứu với Chúa thôi. Bà đến nhà thờ cầu cứu với Chúa, cầu cứu xin Chúa, Chúa xin Chúa giúp con để cho con đai ép, cho con ốm. Nhưng mà bà nói, Chúa ơi, nếu mà Chúa không thể nào làm cho con ốm được thì Chúa làm cho mọi người mập hết giùm con. Alright, ác ghê nơi đó, làm ơn làm phước đi, cầu Chúa chuyện gì. Mình đai ép là chuyện của mình, phải không nào? Nói chung đai ép là cả một vấn đề khó khăn vô cùng. Nếu dễ thì không có chuyện mà bán thuốc hay là những cái dược thảo để mà giúp cho người ta đai ép đâu. Nhưng mà nói chung nha các bạn, đây là kinh nghiệm. Thứ nhất, đưa ra vấn đề đai ép và chính Viet Thao cũng cố gắng. Hiện giờ cũng 62 nha. Lần tới phải xuống thấp hơn nữa. Và chừng nào kết quả xuống thấp được nhất là ngày đó chúng ta ăn mừng nha. Các bạn cũng ráng theo Viet Thao đai ép nha. Ok, cảm ơn tất cả cùng đai ép để cho sức khỏe tốt hơn. Và nhớ nha, giảm cân bằng cách giảm ăn uống và đặc biệt phải tập thể dục cho sức khỏe tốt nhé. Chạy bộ, tập thể thao. Ok, tonight with Viet Thao sẽ là người khách nào đặc biệt tối hôm nay, tôi bảo đảm với quý vị nha. Khách này là số 1 luôn nha. Fan thích nha, khắp nơi đều ưa thích. Giấu luôn, học nói luôn, chút sẽ biết. Alright, trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Tonight with Viet Thao. Hey, welcome back to Tonight with Viet Thao. Trước khi giới thiệu special guest tonight là cái phần trả lời thư tín nha. Nhiều bạn gửi thơ về lắm nhưng mà xin lỗi, có những cái thơ gửi về lãng xẹt là ra mình không đọc được. Hoặc là có những cái thơ gửi về chúng tôi có thể trả lời trực tiếp bằng email lại các bạn, reply lại cho coi. Nhưng mà cũng có những cái thơ mình chọn ra để mình trả lời, tại những thơ nó hay đặc biệt chút. Các bạn gửi thơ về tonightwithviettao@schannel.com nha, cái chữ này có hiện trên màn ảnh, để chúng ta có thể gửi thư tín yêu cầu những special guest được nha, hoặc là có những thắc mắc. Ngày hôm nay có một cái thơ mà cái thơ này Viet Thao cũng thắc mắc lại luôn. Người ta thắc mắc, mình thắc mắc lại nữa. Hỏi như thế này, của Hoàng Quỳnh. Hai anh Viet Thao, em ở tiểu bang Pennsylvania, thành phố Philadelphia. Là một người mến mộ anh và theo dõi thường xuyên chương trình Tonight with Viet Thao của anh qua YouTube. Như vậy thì cái anh này không có coi ở trên, hay chị này không có coi trên đài S Channel, bị ở Phila, S Channel là của miền Nam Orange County, hoặc là trên DirecTV 2076 nha, DirecTV của Việt Face TV. Có một điều coi trên YouTube, tức là coi trên channel của Thuy Nga. Những cái chương trình tonight của Viet Thao sẽ để lên trên channel của Thuy Nga để cho các bạn có thể chỉ coi, nhưng mà không coi trực tiếp luôn liên tục live nha, mà phải coi sau đó một hoặc hai tuần lễ. Rồi, em có câu hỏi cho anh. Được biết anh là con của hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Hùng và Ngọc Nguôi. Má ơi, chết con rồi. Bây giờ tôi không biết tôi là con của ai luôn. Người thì nói tôi là con Thanh Việt nha, người nói tôi con của Việt Hùng. Chà, cái này mới vui nè. Ở bên Toronto, Canada, trong một lần Summer Fest á, nha, tôi đứng đó, trong khi ca sĩ hát, có người ra, Viet Thao nhớ, nhớ gì không con? Nói dạ, vụ gì? Mày nha, mày không nhớ tao là mày chết cha, mày nói vụ gì đấy? Hồi đó nhà có ông Trần Hưng Đạo. Rồi, biết ba tiêu rồi, tôi đâu có Trần Hưng Đạo đâu. Hồi nhỏ mày mặc áo pyjama vườn xanh, dạ có. Mày có Việt Hùng, từ hồi Việt Hùng đi người ta mới không gặp mày. Lộn với Năng, con của Việt Hùng. Cho nên ở đây xác nhận rõ rõ nha, Viet Thao không phải con của Thanh Việt. Viet Thao cũng không phải con của Việt Hùng nha. Đừng có thấy tôi tên Viet Thao rồi đặt tôi con của ai cũng trên cái Việt hết, có không được nha. Rồi, và đồng thời chị của anh, trời ơi, chị của tôi nữa là ca sĩ Ngọc Bích. Má ơi, Ngọc Bích nhỏ hơn tôi nha, mà em rất mến mơ từ những năm 90. Ca sĩ Ngọc Bích hiện nay đang làm gì dở đâu, trời ơi, làm sao con biết được đấy ba. Nếu có thể anh cho em và những người ái mộ biết tin, hoặc một lần mời ca sĩ Ngọc Bích lên chương trình Tonight with Viet Thao. Hy vọng em và bạn bè được hồi âm của anh. Chúc anh và chương trình ngày càng phong phú và thú vị. Xin cảm ơn anh. Anh cảm ơn em nha. Cái thơ của em thú vị vô cùng luôn á. Hay nhất luôn trong số những người tham dự chuyện vui cười á. Ok, sẽ mời ca sĩ Ngọc Bích nếu có cơ hội nhé. Xin cảm ơn các bạn và nhớ gửi về cho Tonight with Viet Thao ở schannel.com. Đó là phần trả lời tự tính. Và special guest tonight, một trong những ca sĩ đứng hàng đầu của Việt Nam từ trong nước tới hải ngoại, Minh Tuyết. Hai anh. Hai. Nhớ cái ngày anh làm MC cho đám cưới của người ta. Ok, em muốn nói gì nói. Tonight your show, not my show. Em đâu biết nói gì đâu. Em đâu phải MC, em là ca sĩ mà.
Em nói chơi hoài, nhiều ca sĩ đâu có cần MC đâu, lên nói quá trời quá đất, chỉ có em ít nói thôi, đúng không? Trước hết thì cho phép Minh Tuyết xin gửi lời chào thân ái đến ông anh rất là dễ thương của Minh Tuyết, đó là anh Viet Thao và tất cả quý vị khán giả. Đưa tay lại coi. Alright, I love you, my sister. Rồi sao nữa? Em đâu biết đâu. Có nhiều câu hỏi lắm, có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà những câu hỏi này thường thường hỏi em là, thí dụ như em về làm show game hay làm gì ở Việt Nam đó, em có thì giờ dành cho Thúy Nga hay không vậy thôi à? Thì cái đó có dễ muốn chết mà. Sự thật thì đối với Minh Tuyết thì là Thúy Nga là quan trọng nhất. Em về Việt Nam làm game show hoặc là Minh Tuyết đi trình diễn là để mà thay đổi thêm cái môi trường, cũng như là có thêm nhiều cái activity, cái đổi mới cho nó phong phú hơn. Nhưng mà đương nhiên lúc nào Minh Tuyết cũng dành cái ưu ái nhất cho Trung tâm Thúy Nga, bởi vì phải nói một câu là nếu không có Trung tâm Thúy Nga thì Minh Tuyết cũng không thể nào đứng trên cái cương vị của ngày hôm nay trong cái làng văn nghệ của hải ngoại cũng như là ở trong nước lẫn ngoài nước. Em nói một cách rất tự tin và mọi người đều đồng ý điều đó. Lúc nãy Viet Thao giới thiệu cũng vậy, Minh Tuyết là một trong những tiếng hát hàng đầu nhé, hàng đầu của hải ngoại. Ở nơi nào có Minh Tuyết thì cái số lượng khách phải khác đi ở cái số đó. Và khi Viet Thao trong suốt 36 năm qua làm MC, tức là gắn bó với nghệ sĩ, thì em là một trong những trường hợp mà anh được biết từ những ngày đầu luôn. Những ngày đầu cho đến khi tới bây giờ, gần như có show mình diễn chung đứng trên sân khấu, có khi mình không diễn chung nhưng cũng biết nhau nha. Nhưng mà ít ra đó, tụi mình gắn bó nhiều lắm. Tôi nhớ hoài một cái kỷ niệm nha. Hát ở một cái nơi rất lạnh, ở Canada, Montreal. Lạnh lắm. Mình Tuyết đứng đó lạnh. Lúc đó tôi không biết ông nội khiết này đâu. Phải biết tôi không dám ôm đâu. Tôi là tôi đứng, Mình Tuyết đứng ôm trong lưng. Cái tình cảm lúc đó nó không phải là đôi trai gái, mà là sự chia sẻ với nhau cái hơi ấm của tình nghệ sĩ. Thương lắm. Bây giờ nhắc lại mà muốn rớt nước mắt. Những cái đó người ngoài không bao giờ có được. Rồi. Em với anh Thảo thì nếu mà nói ra thì có rất là nhiều cái kỷ niệm. Kỷ niệm nhớ nhất là anh Thảo làm em khóc. Vũ gì? Bạn không biết anh Thảo nhớ không? Chắc nhớ. Có một lần thì cả đoàn đang đi diễn bên Úc Châu. Lâu lắm rồi, em nghĩ chắc cũng cả hơn chục năm rồi. Thì lúc đó thì máy bay bị delay. Thì lúc mà tới show diễn á, là mình tới nơi là đến giờ diễn mất tiêu rồi. Thì lúc đó em thấy để cái list nhạc là như Huy Vũ hát xong tới em. Mà lúc đó là em con gái mà chưa có make up kịp, chưa có thay đồ kịp, mà em lại không dám nói với anh Thảo. Anh không biết. Thế là em buồn quá, em đứng ở trong em chỉ khóc thôi à. Đó. Em khóc cho hồi, cái thì anh Thảo biết được là, ủa anh Thảo hỏi, ủa sao em khóc vậy? Thì lúc đó em nói là em không có chuẩn bị kịp, sao em ra em diễn đó, kịp. Thì lúc đó anh Thảo đã thay người khác lên nhắc thế cho em. Nhắc á, nó có nhiều cái mà thực sự ra phải trong giới nghệ sĩ mới hiểu được, người ngoài không hiểu đâu. Dạ. Có khi không biết. Mình cứ theo chương trình mình giới thiệu. Dạ đúng rồi. Rồi. Có khi mình không hiểu cái hoàn cảnh của người ca sĩ đó khi mới đến, hay chuẩn bị kịp chưa hay chưa kịp. Rồi có đôi khi ca sĩ có sự chuẩn bị với nhau mà MC không biết nữa. Dạ đúng rồi. Thành ra cái chuyện đó rất bình thường. Dạ cho nên lúc anh Thảo biết được là tại sao em khóc và em không kịp, thì anh Thảo đã thay một người khác lên hát. Mà người này thì ít khi nào hát đầu lắm quý vị, là tại vì ảnh là hát nhạc quê hương. Nhưng mà ảnh vì con trai mà dễ make up, dễ này nọ. Người đó chính là anh Trường Vũ. Anh Trường Vũ nói thôi để em thế cho, em giúp cho Tuyết. Thì những cái kỷ niệm mà giữa anh chị em nghệ sĩ với nhau là như vậy đó quý vị, rất là ấm cúng và rất là... Em biết không? Dạ, đây sẵn nhau. Tâm tình luôn lúc đầu á. Dạ. Viet Thao làm việc rất là cứ bằng đâu ra đó. Giờ giấc khai mạc phải đúng, chương trình phải đâu ra đó, timing đàng hoàng. Dạ. Nhưng mà nói thật tình, sau một cái thời gian dài làm việc rồi, mình mới thấy rằng không đúng, không được, làm gì không được. Tại trong nghệ sĩ nó có những cái mà mình không có dự đoán trước được. Dạ đúng. Chương trình nó phải flexible. Chẳng hạn như trong một chương trình nó chọn sau giờ này chưa khai mạc, nhiều khi nó có những cái trục trặc mà người ngoài người ta không biết được. Rồi chương trình khi lên là theo thứ tự đó, nhưng mà nó sự thay đổi. Nhiều khi ca sĩ khác nói ủa sao kỳ vậy, em vậy, không hiểu được. Nó có những cái bên đó. Dạ, nhưng đôi... mà khi nhiều rồi hát chung nhau là mình mới hiểu được. Dạ. cái nỗi khổ bên đó. Như đôi lúc quý vị thấy anh Viet Thao nói lâu, nói nhiều trên sân khấu, quý vị nói ủa sao không thấy nghệ ca sĩ ra hát. Nhưng mà quý vị biết không, mỗi lần chương trình nào mà có anh Viet Thao là anh chị em nghệ sĩ rất là đỡ. Đôi lúc tụi em bay máy bay anh bị không? Delay tới trễ,
không make up kịp, không sửa soạn kịp, không có, thậm chí là đến giờ hát mà có mấy ca sĩ chưa tới luôn. Cho nên anh Thảo phải thay thế. Bây giờ đỡ nó nghe cho hồi trước cử. Dạ. Tại sao giờ này chưa tới? Ok. Ngày hôm nay anh em mình tự nhiên gặp để mà tâm tình. Dạ. Nhưng cái tâm tình này không phải cho hai đứa, mà để cho khán giả bên ngoài thấy được người nghệ sĩ có những cái nỗi khổ mà người ngoài không biết đâu. Xin lỗi nha, có nhiều cái khổ ghê gớm luôn. Dạ. Lên hát vẫn phải hát. Hát xong rồi đứng khóc mà. Nhiều khi có chuyện buồn trong gia đình đi, cũng phải làm vui với mọi người. Nha. Ok. Cái game đầu tiên trong chương trình hôm nay Tonight with Viet Thảo mà hầu như đứng sợ. Bây giờ ok, cái game này, cái này nước của em nha, đơn giản lắm. Ba điều chưa biết về Minh Tuyết. Ô, mọi người biết nhiều lắm rồi. Biết Minh Tuyết mấy tuổi trong gia đình, mấy anh chị em, rồi Cẩm Ly, Cẩm gì biết hết nha. Thì những cái đó không cần nói. Những cái gì mà em nói ra mà mọi người biết rồi thì mình bỏ. Yeah. Rồi còn người ta lắng tai nghe không biết là mình tiếp tục. Ok. Ừ. Bắt đầu nghe. Rồi, 1, 2, 3, bà con. Game thứ nhất, điều thứ nhất về Minh Tuyết chưa ai biết. Điều thứ nhất hả? Khán giả có ai biết là... một cái này nếu mà để ý tí xíu là sẽ thấy liền, nhưng mà không để ý thì sẽ không bao giờ thấy. Em có một cái tật. Hả? Cái sẹo chỗ nào? Thì anh không biết mà. Anh đoán đi chứ. Nhưng mà quý vị, cái này nó không có giấu ở bên trong đâu nha. Bên ngoài quý vị nhìn để ý là quý vị biết liền. Cho mà nên... không ai biết hết. Thì bây giờ em hỏi anh là anh nhìn em hoài, anh có thấy em có cái sẹo nào mà ở bên ngoài thấy rõ nha? Cái tật, không phải cái sẹo. Cái đó biết nó là cái gì ta? Mà phải chỗ nào mới được? Thì ở bên ngoài, từ trên người xuống chân. Anh phải tìm chứ. Em nói là em đứng lên đi. Bây giờ anh tìm đâu có được. Anh phải biết từ hồi xưa giờ. Anh đi hát với em mấy chục năm rồi mà anh không biết thì làm sao khán giả biết được? Cha mẹ ơi, đúng có không? Bao giờ con lại đứng gần mà con dòm nó từ trên xuống dưới đâu? Em anh có không, bao giờ cho anh có anh cái cơ hội đó đâu? Anh không đứng gần, anh đứng xa anh cũng biết. Và lý do tại sao em, nếu mà dù anh có biết rồi thì lý do tại sao anh biết, anh có biết lý do đó là lý do gì không? Không, anh không biết thiệt. Không biết hả? Ở đây có ai biết không? Có ai biết không? Không ai biết hết, vậy em khai ra. Vậy là đúng rồi không? Em thành công rồi phải không? Yeah, đó là cái điều thứ nhất đó. Mà là cái gì? Cái sẹo gì? Quý vị nhìn kỹ nha. Ồ, nhìn kỹ chỗ nào? Hả? Hả? Tại sao vậy em? Bây giờ mới thấy không? Dạ. Thì em nói là cái này nó rất là rõ. Nếu quý vị để ý khi em diễn, khi chụp hình, má hay là ơi, khi cái gì má là... diễn người ta đâu có để ngón tay, người ta để cái chỗ khác. Mệt. Anh ai mà đi chụp ngón tay đó khùng á. Nếu mà no, em diễn ví dụ như là nếu anh là fan của em thì anh sẽ để ý tất cả những cái gì trên con người em. Anh là fan với em anh cũng để chỗ. Ủa, anh để chỗ nào mà em đánh anh? Sao em biết? No, anh đang hỏi là khán giả chứ đâu phải hỏi mình anh. Khán giả nhà để cái miệng em hát á. Ông hát dễ thương, hát dễ thương lắm. Hát ngọt, tao nói ngọt. Ngộ lắm nha, nói chuyện khao khao mát ngọt, thiệt là ngọt. Nè, ngón tay út tại sao vậy? À, em bị chó cắn. Con chó nào khốn nạn vậy? Nó điên nữa sao vậy? À, chó nhà của em. Nhưng mà tại vì lúc đó em... Chó hai chân hay bốn chân? Dạ. Con chó bốn chân. À, con chó bốn chân. Chó hai chân mà cắn có... em nó đâu có được vậy. Em à, nhiều con chó nó có hai chân nghe em. Đó là sao? Em biết tại sao có vụ chó hai chân không? Dạ. Nếu không có chó hai chân, tại sao ta chửi cái thằng chó má? Cái thằng má cái... Ok. Rồi, bây giờ nè, tại sao nó cắn sao? Lúc nào? Lúc em còn nhỏ, lúc đó em nghĩ cỡ khoảng em học lớp 7, lớp 7. Em học lớp 7, đi vô 8. Nhà người ta ăn cắp trái cây. Không, nhà em, chó nhà em. Chó nhà em, tại em dành ăn với nó. Chứ sao nó cắn? Gần đúng. Hả? Gần đúng thấy chưa? Thấy chưa? Rõ ràng không? Mặt này ham ăn thấy rõ luôn. Nè, dành gì vậy? Em không có dành ăn với nó. Nhưng mà nó là loại, dành ăn nó với là, em. Nó là loại giống chó bạc rê. Ok. Khi mà loại giống chó bạc rê, khi nó ăn quý vị đừng bao giờ đến gần nó hoặc đụng chúng nó. Là bởi vì khi nó ăn nó rất là dữ. Bài học nha, đây là bài học một nha. Bài ai học có chó bạc rê nha. Dạ. Nó rất là dữ. Thì lúc đó nó đang ăn. Thì hồi lúc đó nhà em bên Việt Nam mà nó đang ăn thì em đi, em cũng mới vừa ăn cơm trên nhà xong thì em đi xuống dưới bếp thì em đi ngang á, em quạt, em đi cái vung vẩy nè, em quạt cái tay đụng nó thì nó xoay qua nó cắn em. Nhưng mà vì lúc đó ngày chủ nhật cho nên nó cắn em, lúc đó cũng ăn cơm tối là 7 giờ tối thì sau đó em đi vô bệnh viện để may, nó cắn rất là tới đây luôn á. Em vô bệnh viện may thì lúc đó không có bác sĩ, chỉ có y tá thôi. Thì cái cô y tá không biết sao cổ, đúng là cổ phải coi cái xương của mình á, nên là cổ phải nắng cho mình rồi nên cổ mới bó lại vầy. Thì cổ không bó vầy, cổ bó vầy.
Cho nên bây giờ nói vậy luôn. Anh nói em nghe nha, may mắn em gặp y tá nha. Gặp anh là cái này mất mẹ nó rồi, không còn đâu. Úi trời, trời ơi, tôi làm bộ tôi cầm tay từ giờ mà không biết. Ô, giỡn coi hay quá, nó ngỡ. Ai, thì đó là nó, cái mà... này tôi bị con mèo cắn nè. Thì đây là một cái mà quý vị thấy được nhưng mà lại không thấy được, là nếu để ý kỹ lắm mới biết được. Trời ơi, may là nó cắn ngón tay, nó cắn chỗ khác, không biết chuyện này làm sao ạ. Ok, điều thứ hai chưa ai biết. Điều thứ hai chưa ai biết hả? Trời ơi, em không nhớ ra cái gì hết ta. Về cái gì anh khơi khơi? Bất cứ cái gì. Bất cứ gì. Bất cứ cái gì. Chưa ai biết hả? Ừ. Có ai nhắc em gì không? Ủa làm sao biết nhắc? Đã không biết mà. À, không biết hả? Không biết điều thứ hai. Chưa ai biết là cái gì ta. Em cũng không biết nữa. Em không biết sao anh biết. Đó, có nhiều người hỏi nha, có nhiều đúng người... một cái hỏi không nhớ. Có nhiều người hỏi chẳng hạn những điều chưa biết đó có bàn trước hay không, hay là những cái game chơi có bàn trước hay không. Xin thưa nha, chúng tôi hoàn toàn không có bàn trước. Cho nên chỉ là thí dụ như cho biết về cái luật chơi thôi. Chứ cho nên rõ ràng quý vị thấy Minh Tuyết là chết ngắt cái vụ là những điều chưa biết rồi nè. Chính Minh Tuyết còn chưa biết nữa. Những điều chưa biết hả? Em không nhớ. Em có sợ ma? Ồ, đúng rồi. Rồi. À. Cho đó có ai biết không? Có mà ít rồi. À, ở dưới có ai biết không? Chưa ai biết hết. Rồi, nói. Em ma bị... sao? Em không biết đừng cái này... bị ma cắn à? Em không biết có phải bị ma đè không nữa. Ôi trời, nãy chó cắn giờ ma đè à? Đè chỗ nào? Đè chỗ nào? Chứ bây giờ anh hỏi em đâu có nhớ. Nhưng mà em nhớ nó đè chỗ nào không? Anh quánh chết nó liền đó. Nó đè chỗ nào? Nó dám đè em chỗ nào? Nó xém đè thôi. Nó xém đè hả? À, thôi tha cho không, nó. Không, mà cái này em nói thiệt nha. Em sao? Có thiệt á. Em kể thiệt cho quý vị nghe là em không biết cái này có phải là ma đè không nha. Em không biết. Tại vì á, thường thường mình nằm mơ. Khi mình nằm xuống, mình nằm mơ thì mình sẽ mơ về những cái gì đó không có hiện tại. Ví dụ như là chỗ ở hồi nhỏ của mình, hoặc là một cái gì đó nó mông lung lắm, nó không có phải là cái hiện tại của mình trước mắt. Em không biết có đúng như dạ dạ không? Đúng đó, tiếp. Nhưng mà có một lần em đi qua Canada hát thì lúc đó em hát không phải ngay Toronto mà nó xa hơn Toronto một chút xíu. Kitchen. Em không nhớ nó là cái gì, thì em vô khách sạn, lúc đó là em bị mất hành lý và em vô khách sạn khoảng 2 giờ trưa tới khách sạn, thì khách sạn này nó cũng khá cũ kỹ. Em vô nó remodel lại rồi nhưng mà nhìn cũng khá cũ kỹ. Em vô phòng em ngủ, thì trước khi em ngủ thì em có hỏi ban tổ chức là ồ hôm nay em có ở chung với lại ca sĩ nào không, thì ban tổ chức nói là ở chung với lại chị Kiều Anh. Nhưng mà Kiều Anh thì 5 giờ chiều mới tới, thì em nói ok. Thì lúc đó em chia tay ban tổ chức xong em đi ngủ, thì em vô em mới tắt đèn hết, em nằm trên giường ngủ, thì tự nhiên em vừa chợp mắt em ngủ em nghe tiếng tiếng ồn ào giống như là có một cái group người á đang đi ngang á, đang đi trên cái hành lang của hotel á. Thì em nghe giống như là đang cười nói giỡn với nhau một cái group người, thì em giống như trong cái tiềm thức em ngủ em cảm nhận được, em nghe hết là người đó mở cửa phòng của Minh Tuyết bước vào. Nổi ốc à. Mà em thấy rõ là trong cái phòng của em hiện tại bây giờ em cũng không biết có đó phải thiệt hay không nha. Sao nổi da, nổi ốc chứ gì. Bước vô cái phòng em, rồi xong em còn thấy luôn cả nguyên cái phòng em nó như thế nào, cái restroom ở đâu, cái bàn ở đâu, cái giường ở đâu. Thì cái người đó vô phòng em rất là thoải mái, giống y như là người đó đã ở trong cái phòng, đã biết cái phòng, đã biết em, đã biết tất cả. Thì bước vô, bước ra, họ đi vô phòng, giống như họ sửa soạn đồ, rồi họ vô restroom, rồi họ bước ra này nọ. Thì em mới, trong cái tiềm thức của em luôn, em mới nói, ủa chị Kiều Anh hả? Thì cũng trong tiềm thức em tự trả lời là, ủa chị Kiều Anh 5 giờ mới tới mà ta. Thì lúc đó em mới nói, chết cha, cái gì ghê vậy nè. Thì trong cái tiềm thức của em thì em mới kêu Tuyết, wake up, em nói bản thân em á, wake up, dậy đi. Thì em mới bực dậy một cái, em mở mắt ra, em không thấy gì hết. Nhưng mà em vẫn không thấy được cái mặt của cái người đó. Thì em mới nói, mệt quá, chắc mình mệt, mình ngủ mớ, thôi ngủ lại. Thì em lại nằm xuống, em lại thiếp, em ngủ nữa. Thì khi em thiếp, em ngủ nữa, em vừa thiếp một cái, em lại vẫn thấy cái người đó ở trong phòng em. Họ vẫn tiếp tục giống như là dọn dẹp đi vô, đi ra, chải đầu, đi restroom, rửa mặt kiểu vậy đó. Trong phòng thì em vừa thấy nữa, thì em lại nói Tuyết dậy. Thì em giật mình, em mở mắt dậy thêm một lần nữa. Thì em mới ngồi đó, em thẫn thờ. Vài giây em mới nói với bản thân mình là ok, nếu mà lần này mình, tại em mệt quá rồi, em không muốn đổi phòng. Em mới nói nếu mà lần này mình nhắm mắt mình ngủ nữa, mà mình mở mắt ra đó,
à, mình nhắm mắt mà mình thấy thêm lần thứ ba là nó thiệt rồi. Có nghĩa là nó thiệt rồi. Ok. Đó. Nó thiệt như thế nào? Ma ra làm sao? Câu chuyện diễn tiếp như thế nào? Trở lại right back sau tonight with Viet Thao. Welcome back to tonight quý Viet Thao với Minh Tuyết. Câu chuyện đang hấp dẫn. Đến hồi gai cấn là ma đè Minh Tuyết như thế nào? Ok, tiếp tục nó đè sao nữa? Lần thứ ba em nhắm mắt lại. Thế là em vừa nhắm mắt lại em lại thấy tiếp nữa. À, khoan nghe, ngắt chỗ này nha. Dạ. Cái giấc mơ không bao giờ thấy lại hai ba lần đâu. Bởi vậy em mới nói đó, em muốn hỏi anh Thảo là cái đó có phải là giấc mơ không? Hay là em bị gặp thiệt? Anh đang nổi ốc. Thiệt, em nói khi thiệt. Con người anh mà cái sensitive mạnh lắm. Dạ. Anh nổi ốc là nó là thiệt nha. Nó là thiệt. Nhưng mà thôi nha, cái chuyện này là chuyện public cho nên mình không có nói chơi được. Nói nhiều khi người ta sợ. Biết sợ mà gì lắm. À, hôm nào đi mình sẽ có cái đề tài riêng cái đó. Bị gì rồi bụng nít nó coi đông lắm không nên. À, anh chỉ nói là thiệt nha. Dạ. Rồi nữa anh sẽ phân tích tại sao. Rồi coi như đó là cái điều mà mọi người chưa biết nha. Ok. Điều thứ ba mà mọi người chưa biết gì em? À, dạ em đố mọi người em sợ nhất là con gì? À, anh không dám nói con đó đâu. Con gì? Con gì? Em sợ nhất là con chuột. Anh cũng sợ nó vậy. Nhưng không. Mà nhiều người ta sợ con sợ con rắn. Con rít nhỏ xíu người ta cũng sợ. Con chuột anh xong rồi mà em sợ là rắn. Sợ nhất con chuột. Lý do tại sao sợ chuột? À, nói ra nó có ghê, nó có nói mà. Không sao chuyện em sợ mà, em nói mà lý do tại sao em sợ chứ. Tại vì hồi xưa ở Việt Nam quý vị biết không, thì nhà cũ nhiều. Ừ. Gia đình Minh Tuyết hồi lúc Tuyết còn nhỏ cũng nghèo á, không có không có kiểu mà không có không phải nhà cao cửa rộng. Cho nên ở chung cư. Mà ở chung cư thì quý vị biết rằng là chung cư cũ mà thì chuột nhiều lắm. Nó nằm ở trong ngõ ngách á, từ nhà này nó lòn qua nhà kia hoặc là cống á, trời mưa đó quý vị. Ví dụ lâu lâu mà Tết dọn nhà là hay thấy ổ chuột nè. Rồi xong rồi ở dưới mỗi lần trời mưa thì ngập đường ngập xá thì ở chung cư con nít á hay đi tắm mưa. Đi tắm mưa nhiều khi chuột nó cứ lên khình á, thấy ghê lắm. Rồi có một lần á em lần đó mà em ám ảnh tới bây giờ là em rất là sợ chuột. Em là thấy con chuột là em chết luôn á, là em đi ra chợ cũng mình ở sớm chung cư mà mình đi ra những cái chợ ngay gần nhà. Em đi với mẹ thì mẹ em làm móng tay móng chân, em ngồi kế mẹ thì ngay đó nó trước cái tiệm móng tay móng chân đây, không phải cái tiệm nữa, chợ mà anh, nó có cái sạp á. Xong rồi kế bên gần đó đó cũng khoảng chừng 5 bước nó có một cái cống. Mà cái cống mà thường cái cống như cái nắp cống bình thường vậy nè, ở chợ nào cũng có. Thì em đang ngồi với mẹ, em thấy có một con chuột nó bò từ ở dưới nó bò lên. Mà nó bị phỏng tùm lum hết á. Oh my goodness, sao được rồi. Đó là lý do sợ chuột. Tôi nói nha, chuột có nhiều cái cũng ngộ lắm nha. Ở Đầm Dơi, quận Đầm Dơi nha. Ở ngoài chợ có ông kia ông bán mì, hủ tiếu đó. Có tin đàn không nha. Sau khi ông bán tới trưa xong, hết nồi súp rồi mì, dọn dẹp lại. Ông thấy trong đó có nguyên con chuột nằm ở trong. Cái đó ghê quá. Bình thường nha, bình thường lắm. Xưa mà, xin lỗi nó rớt vô người ta không biết. Cái đó thiệt luôn. Ok. Thôi, được, bây giờ như vậy đã ba điều mà mình không biết em. Cho nên đây sắp tới đi show đâu nghe, nếu trường hợp hai anh em mình đi hát hen thì đương nhiên mỗi đứa ở phòng riêng. Chắc chắn là phòng em anh sẽ thấy con chuột của nó. Để em khỏi ở chạy qua anh. Ok, ngày hôm nay em chọn một bài hát gì để hát trong tonight của chúng ta? Thưa anh và cũng như thưa quý vị khán thính giả là nói chung là cũng gần đây thì quý vị rất là thương mến Minh Tuyết qua một cái bài hát của nhạc sĩ Chi Dân mà Minh Tuyết cũng đã ra một cái cuốn CD này rồi do Trung tâm Thúy Nga phát hành. Bài hát được mang tên là Anh Muốn Em Sống Sao. Anh Muốn Em Sống Sao. Yeah. Em muốn sống sao thì em cứ sống. Music. Từ sớm trong đôi mắt này anh hờ hững không như bao ngày, phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi, phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ em phải sao để có anh. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh
Đó bây giờ đó, mọi người mới tin Viet Thao ha, nhìn cái miệng Minh Tuyết khác rồi. Ok, cảm ơn em rất nhiều đến với tonight của Viet Thao. Và không phải riêng các bác, các cô, chú, anh chị em, khán giả ở đây, mà ngay cả khán giả khắp nơi đang theo dõi tonight của Viet Thao. Bài hát vừa rồi đó đã đem mọi người đến với em nhiều hơn nữa. Thank you. Và đặc biệt ngày hôm nay em nói chuyện rất là dễ thương. Em kể những cái mà mọi người chưa biết. Và mình rất tự nhiên chứ không có khách sáo hay là màu mè hay là bao che cho một cái gì cả. Nói tất cả bằng cái tấm lòng và tâm tình của mình. Anh hy vọng tonight với Viet Thao, với anh chị em nghệ sĩ nó là như vậy. Cái chỗ của mình nha. Rồi bây giờ tới cái game thứ hai mà mình sẽ chơi trong ngày hôm nay. Cái game này không phải là những điều chưa biết, mà cái game này là nó ở đây. Nói rất trước nha, cái này là anh Ngọc Lâm nha. Với lại anh em chuẩn bị. Anh chưa biết. Anh chưa biết anh nội dung luôn. Anh cũng không biết luôn. Em cũng không biết luôn. Trong này là tên của các nghệ sĩ. Trong này là tên của các nghệ sĩ. Anh với em đã từng gắn bó nhau suốt mấy mươi năm rồi. Đối với anh là mấy mươi năm, em với anh là cũng mười mấy, hai chục năm. Cho nên mà có một điều đó, không phải thời gian hai anh em mình gần gũi với nhau, mà thời gian em, anh tiếp xúc với các nghệ sĩ biết hết. Ai mình cũng biết hết. Từ bẩm sinh tật, chỉ có em cái ngón tay út bị con chó cắn anh không biết thôi. Nha. Ok. Cho nên cái game này đó, thí dụ nếu anh là người đố, thì anh coi tên nghệ sĩ xong anh sẽ diễn tả người nghệ sĩ đó như thế nào. Nhưng mà với điều kiện là không được nói tên. Nói tên thì biết rồi. Không được nói giới tính, nam nữ, nha, gay hay lesbian, không được nói. Cái thứ ba nữa là không được nói những bài hát tạo nên tên tuổi người đó. Thí dụ nói ca sĩ riêng một góc trời, người ta biết anh Tuấn Ngọc rồi. Đúng không? Rồi hiểu chưa? Rồi bây giờ em muốn em diễn tả trước hay anh diễn tả trước? Anh diễn tả thì em đoán. Ok, anh diễn trước. Anh diễn trước ha. Thì khi anh bắt lên một cái anh phải đưa cho khán giả coi biết người nào, nhưng mà ở dưới không được nhắc nha. Ok, trong khi mà mình nói chuyện với nhau thời gian là chỉ có một phút. Thời gian chỉ có một phút. Mà dứt một phút mà anh bảo lên đe là coi như là thua. Ok. Ok, ráng nha, ráng lẹ nha, bây giờ bắt đầu một cái nha. Rồi, bây giờ cô Kim. Chứ bây lỡ anh diễn, anh cố tình diễn dở để em không đoán được sao? Cái đó không được, là như thế này, hai anh em phải hợp tác. Có mình nghĩa phải... là cái này là game của anh. Game của hai anh em mình hợp tác, phải làm sao để cho thấy rằng anh với em phải hiểu cái người nghệ sĩ đó. Ok. Anh cũng phải biết người nghệ sĩ chúng tôi làm sao diễn, đúng không? Rồi. Ok. Game game bắt đầu, vỗ tay. Ở dưới thấy hết không ạ? Chưa ngang, chưa được bấm giờ nha. Rồi, ở dưới thấy hết rồi không? Rồi, ok. Hát nhạc sớm, hát nhạc mùi, hát nhạc quê hương. Ốm, đứng tuổi rồi. Tên hai chữ à? Có hai chữ à? Đẹp trai. Hát nhạc sớm, hát nhạc quê hương, hát nhạc mùi. Có hai chữ à? Mà cái người này đẹp trai. Lớn hay nhỏ? Sung sùng, đẹp trai. Trời ơi, nhiều quá, đẹp trai hả? Có hai chữ. Đừng vũ xấu lắm. Có một cái rồi, có dính một cái rồi, có trúng một anh cái Quỳnh, rồi. Anh Quỳnh. Không phải, con cái rồi, em mới vừa nói trúng rồi, còn một cái chữ đầu nữa. Tuấn Vũ. Đúng rồi. Đó, em thấy không? Tại vì mình biết rõ cái người đó. Ok. Chúng ta được, okay. Rồi bây giờ tới em nha. Ok, tới em. Tới em nha. Hồi nãy quên ra lực lệ ha, chơi thua hay là chơi thắng là phải hung nhau đó. Không. Anh lời không, em nói được lời. Ai nói chưa chắc em hung anh, em có lợi thế bà. Rồi, bắt cái đi. Rồi bây giờ tới em nha. Em nói nha, đặng cho anh đoán nha. Rồi. Anh không coi. Rồi. Được chưa? Ráng lên nha. Được chưa? Bắt đầu chưa? Rồi. Hát cao lắm. Tuấn Ngọc. Mà lùng tịt à? Lùng tịt. Ô, bằng kiểu. Trời ơi, cái này dễ. Ông Kiều dễ lắm. Không ai lùng bằng ổng hết á. Bây giờ tới anh nha. Ok. Đó là một cái mà còn nói nữa. Ok. Giọng kia đi. Ok. Rồi. Bắt đầu. Ốm nhách. Hay giả người này, giả người kia. Làm cho người ta cười. Làm cho người ta cười. Có hai chữ, tên có hai chữ. Hài Linh. Yes. Ok, tới em. Dạ. Rồi. Mấy chữ? Hai chữ. Nhưng mà người đó là
kiểu mà lão làng đó. Lão làng. Lão làng. Hát ví dụ hát vậy nè. Y làng. Lão làng. Lão làng. Lão làng. Lão làng. Đúng rồi, nhưng mà lão làng. Nè, tập trung. Tập trung. Gì được, cái gì được. Người đó hát rất là điệu. Mà lão làng nha. Lão làng. Lão nghe là legend á. Ô, oh, Thế Thanh. Yes. Em nói à. Trời ơi. Trời ơi. Em chỉ cần nói nè, Trời ơi. Tí anh là y làng thì em nói má là anh biết. Okay. Em đã nói là cái nữa. Em nói đúng rồi, điệu mà lão làng là anh phải hiểu rồi. Trời ơi, ai dám nói tới thằng nát điệu. Người ta tiếng ngắt vừa không gian vừa thời gian, em phải nói đâu. Ok, người đứng ngang, đứng ngang, vô, ok. Chà. Chà, cái này bộ đừng căng. Đừng giọng đó thấy ạ, à, nha. Căng ạ. À. Chà. Cũng lùng tịch à. hai chữ người lùng không bằng kiều à, lùng nha. Mà cái tên nó cũng thấp luôn, quý lắm mà thấp. Ôi cha, nhỏ xíu. Khoan, mà hát cao hai chữ phải không? Ừ, hai chữ. Giọng trầm. Lùng. Giọng cao chứ, giọng cao. Giọng cao luôn hả? Cao mà lùng hả? Lùng mà cái tên nó có hai chữ ha, mà tên nó cũng thấp nữa, tên cái nghĩa cũng thấp luôn. Thấp. Hát nhạc gì hả? Hai chữ. Hát nhạc gì? Không được nói nhạc gì hả? Mà nói nhạc gì hả? Trời ơi. Lùng. Con trai. No. Con gái hả? Ngọc Hà. Yes. Thôi được rồi. Ok, we go back. Đến tonight với Viet Thao sau phần thông tin thương mại của đài. Yes. Welcome back to tonight, quý Viet Thao. Hy vọng rằng trong những giây phút vừa qua, quý vị có thể nói lần đầu tiên nha. Vui tuyệt vời luôn, vui dữ dội với mình tiếc luôn. Anh chưa bao giờ mà thấy em cười vui như vậy đó. Dạ, em rất là vui. Lên sân khấu mình giữ ý, giữ tứ, đủ thứ. Hồi nãy là không giữ ý, giữ tứ. Cho nên nó vui tới mức độ đó. Dạ. Đẹp tới lên sân khấu không thèm giữ ý tứ nha. Mình mốt lên sân khấu khỏi hát, mình diễn hài. Ok. Mình đâu vui thôi. All right. Có một điều đó. Dạ. Mày sắp tới bất cứ lúc nào. Nha, giao cái chìa khóa cho em đó. Tonight yeah. With Viet Thao. Okay. Khi nào cần gọi, John, anh Lâm, anh Viet Thao. Yeah. Em muốn lên với khán giả là go back to Tonight With Viet Thao. Okay. Rồi, trong thời gian những ngày tháng sắp tới, em làm những cái gì để cho các fan có thể theo dõi từng bước chân của em? Thưa anh Viet Thao, cũng như thưa quý vị khán giả là gần nhất đi. Em nói cái gần nhất là ngày 30 tháng 6, trung tâm Thuy Nga sẽ phát hành cuốn DVD 118. 50 năm kỷ niệm ca nhạc của Đức Huy. Thì trong đó em có hát một bài hát trong đó. Okay. Rất là hay anh ạ. Và cái tựa đề cũng rất là hấp dẫn. Bài đó mới hay là cũ? Nếu mà nói cũ thì cũng không phải cũ, mà nói mới cũng không phải mới. Cần thử là... câu đầu tiên nghe coi. Thôi em hát cái câu chính giữa đi. Okay. Nó hấp dẫn. Okay. Hơn. Người yêu hỡi, hãy đến bên tôi thêm một lần nữa thôi. Là cái bài tên là Give Me One More Time đó. Oh my goodness. đã coi như chia tay rồi mà còn năn nỉ trở lại một lần nữa. Dạ. Chỉ một lần. Rất là một cái sự rất là khao khát của một người con gái. Rồi, bây giờ sau cái ngày 30 tháng 6 là DVD của Thuy Nga 118 ra mắt, đúng không? Dạ đúng. 30 tháng 6. Kế tiếp đó em đi đâu làm gì? Em cũng đi diễn show mỗi tuần ở các tiểu bang, thì quý vị có thể theo dõi trên Facebook của Minh Tuyết là Tuyết Minh Diệp Trần. Để mà biết là cái schedule Minh Tuyết đi đâu. Nhưng mà một cái show rất là lớn, Minh Tuyết sẽ trình diễn cùng với một số anh chị em của Trung tâm Thuy Nga tại Singapore. Vào July 16 và 17, tức là tháng 7, ngày 16 và ngày 17 tại Singapore. Chủ đề là chương trình ca nhạc Lam Phương, và có chú Lam Phương ở đó nữa. Đây là một chương trình rất là hoành tráng tổ chức tại Singapore, mà tất cả quý vị ở khu châu Á, Việt Nam, rồi Thái Lan, Lào, nói chung là gần khu đó. Bình thường người Việt Nam, cũng được. Bình thường người Việt Nam đã đi Singapore. Dạ, đúng rồi, đúng đi rồi. Đi Thái Lan, đi khắp nơi hết. Thì nhân cơ hội này, July 16 and 17, dạ, tức là 16 và 17 tháng 7, dạ, nha, từ rồi. Việt Nam bay thẳng qua Singapore, dạ, để tham dự chương trình live show, dạ, nói về chủ đề Lam Phương với các ca sĩ. Dạ, đúng rồi. Và quý vị mà có... Minh Tuyết không có đi hát.
Em có hát mà, em có hát trong chương Đó là cái lối quảng cáo hay nhất, em cứ làm bộ nó không có. Có rồi. Em có hát trong chương trình và đặc biệt có chú Lâm Phương đi nữa quý vị. Oh, wow. Dạ, tại sức khỏe chú. Chú thật sự rất là yếu nhưng mà chú mỗi lần mà chú nghe là chuẩn bị có tổ chức một cái show nào của chú thì tinh thần chú lên rất là cao, rất là phấn khởi và chú muốn cảm ơn tất cả những khán thính giả đã đến cùng chia sẻ nhạc của chú tại live show, cho nên chú sẽ cố gắng bằng mọi cách để đi. Tôi muốn nói câu này, tôi không có quảng cáo cho show. Yeah. Nhưng trong cái tình cảm của người nghệ sĩ, chú Lâm Phương lớn tuổi rồi. Dạ đúng. Và cái chú càng ngày càng mệt mỏi lắm. Mà cái niềm vui của chú là được thấy khán giả yêu thích. Nó không là bao hết. Hay là một chuyến du lịch Singapore, hãy đến với chương trình live show tại Singapore về Lâm Phương nha, để support cái tinh thần của chú Lâm Phương. Dạ, quý vị muốn biết thêm chi tiết thì quý vị có thể lên thuynga.forum.com hoặc là thuynga.shop.com hoặc quý vị có thể lên trang Facebook Tuyết Minh Diệp Trần để quý vị biết là sẽ mua vé, đặt vé và như thế nào. Ok, chúng nay quý Viet Thao hôm nay với special guest là Minh Tuyết đành phải tạm chia tay. Nhưng mà cái sự chia tay đó phải để làm cái lưu luyến trong lòng khán giả bằng tiếng hát của em trong bài hát chọn lọc ngay bây giờ. Dạ, ok. Như vậy thì em sẽ gửi đến cho tất cả quý vị như anh Viet Thao một bài hát rất là vui. Bài hát được mang tên là Chờ Một Tiếng Yêu. Chờ Một Tiếng Yêu, I Will Be Your Tiếng Yêu. Viet Thao và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình kế tiếp. Ngày mai Viet Thao sẽ lên đường sang Germany để tham dự đại hội fan xuất ký lần thứ 22 tại Âu Châu. Gặp các bạn bên đó nha. Thank you. Good night. Người ơi hãy yêu tôi, trọn đời mãi không thôi.